Đồng Hải xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Đây cả nhà ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục cái công việc làm nốt cái nhà để cho em chó mà mới được làm quà tặng đấy. Thì tối qua thì mình đang làm dở nhưng mà vì lý do là buổi tối rồi và làm nó rất là hại mắt nên mình không làm, mình nghỉ để hôm nay tiếp tục công việc. Việc này thì mình đang tập tệ, đâm ra mình không không lên là được đẹp đâu mọi người ạ. Quan trọng nhất là làm nó chắc là được rồi.
Sắp sửa được một mặt rồi. Được một mặt.
xong được hai góc rồi. Xong được cái cạnh thứ ba rồi, còn hai cạnh này mới một cái nắp nữa, cũng còn tương đối nhiều đấy. Hôm nay thì bà xã mình đi núp cho nhà bác Thành để đi bẻ ngô, hai vợ chồng bác ấy đi về ngoài quê vì lý do là ông bố vợ cũng đang rất là yếu, nguy kịch rồi. Nên là hai bác đi về từ hôm qua cơ. Vườn ngô ở nhà thì tương đối nhiều, hôm nay bà xã mình đi thuê thêm mấy người nữa, thuê thêm mấy người, các cháu người đồng bào ấy, với cả mấy chị em ở đây là đi giúp cho gia đình nhà bác ấy để đi hái ngô. Rồi, tiếp tục nữa đây.
Sắp xong được cái quay chung quanh rồi mọi người ạ. Mấy nốt hàn này nữa thôi, còn là chắc phải buổi chiều đấy nữa mới xong được hết. Cả nhà ơi, bây giờ mình lại chuyển nghề. Tôi không làm hàn cơ khí nữa. Bây giờ chuyển sang làm đất với cả xây. Bây giờ đang đi vạt cỏ đó. Chuyển sang nghề hồ. Nay trời nó oi thế, oi kinh khủng, trời nó phải đổ được một cơn mưa nhỏ xuống thì nó mới im.
mưa thế thôi. Để cho tôi làm đã. Đừng mưa nữa. Vừa đảo cái cối vữa cái thì nó lại mưa gió. Chán thật.
Cả nhà ơi, bây giờ thì trời cũng đã tối rồi. Ngọc Thủy thì hôm nay bận ra ngoài thị trấn đi làm giúp cho nhà bác Thành, vì là bác ấy có công việc, bác ấy về Bắc. Thế là một ngày mình đi từ hồi 6:30 sáng cho đến giờ này mới về nhà là trời đã tối tối rồi mà Đồng Hải vẫn còn đang làm đây cả nhà. Đây thì vừa mới đảo cuối bữa ra, vừa mới đảo xong đấy thì nó mưa cho một trận, thế là không thể làm được, mưa to không thể làm được nữa, thế nếu không thì xong rồi. Hôm nay làm nhà cho em nó mà mình một mình Đồng Hải ở nhà vất vả quá. Cũng sắp xong rồi, tí Đấy, nữa đang đổ nền cho em nó đấy cả nhà. đấy, xây làm xây cho cái nhà bằng bằng sắt xong rồi. Xong rồi, bây giờ đang làm cái nền. Tôi còn chưa đi mua được mái với cái thứ nữa. Thôi mai đi. Mái với cả vách cũng phải có, ít nhất phải có hai bên vách. Thì vách bây giờ mình không ấy được thì mình che bằng bạt đi. Nhờ. Tạm thời. Mua tôn cũ ấy. Đấy, cả nhà thấy không? Trời đã tối rồi đây này. Đó, màn đêm đã buông xuống rồi. Mà Đồng Hải vẫn đang còn miệt mài. Thôi còn một tí xíu thì cũng cố gắng trồng nhờ. Cái cũ này gì nữa không? Không thể đổ làm cái gối đầu, đều gối đầu đủ rồi. Hôm nay mà soi đèn cho với. Bấm đèn pin cho chồng tôi làm. Tại vì đồ thì đã trộn rồi cho nên là cũng phải cố gắng làm xong để cho nó có mưa thì mình che nó lại. Nếu không thì lại hư mất. Cái này chưa tí được cái gì đâu mà. Xi măng cát mà mình trộn rồi mà mình không làm hết thì để nó hư mất. Tưởng đến mai được. Đâu hư. Đến mai thì mình làm thành một từng một bánh một. Ở nhà thấy không, Đồng Hải rất là cẩn thận. Đe cái bờ lên làm với một cái móng ấy để cho nước nó không có chảy vào. Ôi da, chồng tôi làm kỹ quá. Cho cái con em đặc biệt ấy, có một không có hai không vậy. Tại vì mai mốt nó còn đẻ cả nhà. Nó đẻ cho nên là Đồng Hải làm kỹ. Sợ là nó bị mưa nước vô. Nay đi bẻ ngô cho bác Thành mà nó nắng quá. Hầm đấy mà nó mưa là nhiều. Mà chui trong cái đám ngô nó tốt. Anh biết không, có những cái ngô một cây hai bắp mà nó to như cái bắp tay mình ấy. Tốt lắm. Gửi cho em có cho xem cái máy mà cái đứa nó bê đi bằng tay được không? Em xem nhưng bác Tuyết bảo nó cũng giống như cái máy mà bác Năm mua thôi. Nó nhỏ xíu và nó nhấc bổng lên như thế thì nó giống như đồ chơi. Chú Thắng cũng mua một cái mà không làm được. Làm chậm, làm ít đi. Thế giống như ở bên Trung Quốc là nó chỉ là đất cát thôi, anh hiểu không? Cả nhà thấy không? Chỉ có Đồng Hải là 102. Bấm đèn pin để làm. Cái bao xì dở đấy mà. Để nó sắp bón rồi đấy. Vậy hả? Lâu quá rồi thì nữa mình lại mở ra nó hở ấy. Cả nhà ơi, phải làm cho em nó ở đây để em nó vừa trông nhà, trông vườn được bốn xung quanh luôn. Ai vô ai ra gì là nó đều biết hết. Bật mí cho mọi người biết là em này trước đây là con chó nghiệp vụ đấy, chứ không phải là chó thường đâu, nhưng mà vì bị kỷ luật tức là họ sa thải cho nên là đứa cháu mình mới được thanh lý đem về đấy, chứ còn
Đấy, có cái vụ, có cái vụ một tí thế là trong quân đội nó trong các cái ấy là nó ngặt nghèo lắm. Lại có cái vụ kỷ luật nữa hả? Những cái con chó nghiệp vụ nó đều có một cái ấy thì hết một cái thấy như phải vớ vẩn đâu. Bật đèn led lên để máy. Biết bà đâu? Không. Không, nãy giờ không bật. Thế anh làm nhé, em vô cắm cơm nhé. Em ơi, em có thể xách cho anh một gáo nước ra đây để vẩy vẩy ra đây cho nó. Cái gì? Vẩy cái tối đấy này, là nó lạnh. Vẩy cho anh luôn à? Vẩy vẩy. Để nhiều nhiều rồi chứ. Làm cho nó mịn cái mặt này. Thật sự là nhà rất là bận nhưng mà hôm nay phải bỏ chồng ở nhà để đi ra đi. Đi hộ cho bác thì là công việc cũng là thế nào cũng gấp. Cái con này. Ta chặt chân mày rồi nhá. Sắp xong rồi mọi người ơi. Chả nhìn thấy gì nữa cơ. Cả nhà ơi, đấy bây giờ ngoài trời nó như thế này đây, tối đen, còn sấm chớp nữa, cũng rất là may, thì mình vẫn là kịp thời mình làm được xong được cái
nền nhà cho cái em chó đặc chủng của nhà mình. Thôi thì bây giờ cũng rất là muộn rồi. Đồng Hải xin chào tạm biệt tất cả mọi người.